sáng ngày 5 tháng 12, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Việt Trì, Phú Thọ phối hợp với các lực lượng liên quan đã di rời quả bom được phát hiện tại khu vực trên cầu Văn Lang, phường Thọ Sơn, thành phố Việt Trì đến huyện Cẩm Khê để xử lý. Theo Ủy ban Nhân dân phường Thọ Sơn, chiều ngày 1 tháng 12, người dân phát hiện quả bom nằm ở phía dưới cầu Văn Lang, cách mép sông Hồng khoảng 2 mét. Ngay sau đó, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Việt Trì, phường Thọ Sơn đã phối hợp với lực lượng chức năng liên quan tiến hành di chuyển quả bom về phía bờ sông, đồng thời khoanh vùng, cảnh báo nguy hiểm, cử lực lượng canh gác, bảo đảm an toàn cho các hoạt động bình thường của người dân. Quả bom được xác định có trọng lượng hơn 100 cân, số hiệu MK82, kích thước 0,35 x 1,6 m. Đây là loại bom Mỹ đã dùng để đánh phá khu công nghiệp Việt Trì những năm 1971-1972. Để đảm bảo an toàn, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Việt Trì đã phối hợp với lực lượng tiêu hủy bom mìn vật liệu nổ tồn sót sau chiến tranh của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, di rời quả bom đến thao trường Trung đoàn 753 xã Yên Dưỡng, huyện Cẩm Khê để hủy nổ.